Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng ngồi. Nhân thân xác hồn tràn lan ơn tình. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và ngự ngập tràn nơi tâm hồn của mỗi người anh chị em huynh đoàn chúng con hôm nay, để nhờ thần khí phục sinh của Chúa, chúng con can đảm sống đức tin, can đảm loan báo đức tin của mình trong gia đình, trong môi trường chúng con đang sống, trong sứ đạo và nơi mỗi người chúng con hiện diện hôm nay. Xin Thánh Thần của Đấng Phục Sinh luôn luôn tràn đầy trên các đấng bậc trong hội thánh, trên tỉnh dòng, trên từng gia đình, trên từng giáo xứ, từng huynh đoàn của chúng ta, để mỗi người chúng ta sống và loan báo tin mừng của Chúa trong thời đại chúng ta hôm nay. Xin cho nhờ lời truyền cầu của Thánh Catarina, mẹ Thánh Catarina hôm nay, giúp cho mỗi chúng con sống giây phút này là giây phút thánh thiện, để chúng con chan chứa tình yêu của Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Chúng ta cùng đổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón nhau. Xin mời cộng đoàn chúng ta an toàn. Kính thưa tất cả quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh, quý thầy phó tế, quý anh chị trong ban phục vụ huynh đoàn tỉnh dòng, quý anh chị trong ban phục vụ huynh đoàn của các giáo phận và tất cả anh chị em đoàn viên của năm giáo phận Bắc Ninh, Hưng Hóa, Thái Bình, Hải Phòng, Bùi Chu đã hiện diện trong sân lễ, trong đại lễ hôm nay. Con xin được trân trọng giới thiệu huynh đoàn giáo dân Đa Minh giáo phận Bùi Chu. Bùi Chu là mảnh đất được diễm phúc đón nhận hạt giống đức tin đầu tiên tại Việt Nam. Vào năm 1533, đã có những nhà truyền giáo đầu tiên tới Việt Nam và những địa danh đầu tiên đón nhận tin mừng đó là Trà Lũ, Quần Anh, Ninh Cường, đều là những miền đất thuộc giáo phận Bùi Chu. Bùi Chu là giáo phận có diện tích nhỏ nhất ở Việt Nam, nằm gọn trên diện tích khoảng 1.350 km2, phía đông bắc giáp giáo phận Thái Bình, phía tây bắc giáp Tổng giáo phận Hà Nội, phía tây nam giáp giáo phận Phát Diệm và phía đông nam là Vịnh Bắc Bộ. Tuy diện tích nhỏ nhưng giáo phận Bùi Chu lại có mật độ giáo dân khá cao. Theo thống kê của năm 2021, giáo phận có 417.185 tín hữu, chiếm tỷ lệ 32,8% dân số trên địa bàn giáo phận. Giám mục chính tòa hiện nay đó là Đức cha Thomas Aquino Vũ Đình Hiệu. Đặc biệt trong số 117 vị thánh tử đạo Việt Nam, Bùi Chu còn thêm vào trang sử của Hội Thánh Việt Nam 26 vị là quê quán của giáo phận Bùi Chu. Huynh đoàn giáo phận Bùi Chu nhận Thánh Đa Minh làm bổn mạng, mừng kính vào ngày 8 tháng 8 hàng năm. Hiện huynh đoàn có 13 liên huynh, 406 huynh đoàn và 39.339 đoàn viên. Hiện nay đại diện Đức Giám mục phụ trách huynh đoàn là cha Giuse Nguyễn Đức Giang, cha đặc trách huynh đoàn giáo phận là cha Gioan Bautista Vũ Văn Tín và cha phụ tá cha Gioan Bautista Nguyễn Hữu Tài. Xin cầu đoàn nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón cha đặc trách.
quý cha, quý anh chị em đoàn viên giáo phận Bù Chu về tham dự đại lễ hôm nay. Vâng, con xin giới thiệu đến huynh đoàn giáo dân Đa Minh giáo phận Thái Bình. Nói đến Thái Bình là nói đến một vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng trải rộng, đất đai màu mỡ chạy dài từ bãi biển Đồng Châu tới nương khoai An Vĩ. Với diện tích 2.220 km2, dân số hơn 4 triệu người, địa giới của giáo phận phía Bắc giáp Tổng giáo phận Hà Nội với giáo phận Bắc Ninh, phía Đông Bắc giáp giáo phận Hải Phòng, phía Tây và Tây Nam giáp giáo phận Bùi Chu, phía Đông giáp Vịnh Bắc Bộ. Hiện nay giáo phận có khoảng 132.875 tín hữu. Vị chủ chăn giáo phận là Đức cha Đa Minh Đặng Văn Cầu. Huynh đoàn giáo dân Đa Minh giáo phận Thái Bình đã nhận Thánh Martin de Porres làm bổn mạng và mừng kính vào ngày mùng 3 tháng 11 hàng năm. Huynh đoàn hiện có 22 liên huynh, 142 huynh đoàn và 19.774 đoàn viên. Hiện nay linh mục đặc trách huynh đoàn giáo phận là cha Vinh Sơn Phạm Văn Túy. Trong số 117 vị thánh từ đạo Việt Nam thì có 19 vị gốc Thái Bình. Tiếp nối truyền thống đức tin hào hùng của tiền nhân, mọi thành phần dân Chúa nơi đây đang chung tay, chung sức, chung lòng xây dựng gia đình giáo phận ngày một phát triển để nước Chúa được Thái Bình thịnh trị trên mảnh đất Thái Bình thân yêu. Xin cầu đoàn nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón anh chị em huynh đoàn cha đặc trách và các đoàn viên của giáo phận Thái Bình đến tham dự ngày đại hội hôm nay. Tiếp đến, con xin được giới thiệu với cộng đoàn một giáo phận. Giáo phận Hải Phòng đâu ạ? Vâng, xin mời. Giáo phận Hải Phòng xưa có tên gọi là giáo phận Đông Đằng Ngoài, được tách ra từ giáo phận Đằng Ngoài. Diện tích gần 10.000 km2 với tổng dân số hơn 6 triệu dân. Địa giới của giáo phận trải dài trên 3 tỉnh, thành phố Hà Nội, tỉnh Hải Dương, tỉnh Quảng Ninh và một phần của tỉnh Hưng Yên. Trong đó có hơn 140.000 người đã chịu bí tích rửa tội. Vị chủ chăn của giáo phận là Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản. Nhắc đến giáo phận Hải Phòng, người ta nhớ đến đền các thánh từ đạo Hải Dương, bởi nơi đây vào năm 1861, bốn thánh từ đạo Hải Dương gồm Đức cha Hieronyma Liêm, giám mục Valentino Vinh, linh mục Amato Bình và thầy giảng Giuse Nguyễn Duy Khang đã chết vì đức tin tại khu vực có tên là Năm Mẫu gần thị xã Hải Dương. Hiện nay đền thánh trở thành trung tâm hành hương của giáo phận vào dịp đầu xuân mới. Huynh đoàn giáo dân Đa Minh giáo phận Hải Phòng đã nhận Thánh Đa Minh làm bổn mạng, mừng kính vào ngày mùng 8 tháng 8 hàng năm. Huynh đoàn có 7 liên huynh, 64 huynh đoàn cơ sở và 5.648 đoàn viên. Hiện nay đại diện Đức giám mục phụ trách huynh đoàn là cha Đa Minh Cao Văn Đức. Cha đặc trách huynh đoàn giáo phận là cha Matthew Đinh Thiên Trọng. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chào đón anh chị em huynh đoàn giáo dân Đa Minh giáo phận Hải Phòng và cha đặc trách đã về tham dự ngày hội hôm nay ạ. Một tràng nữa. Còn xin giới thiệu đến giáo phận Hưng Hóa đâu ạ? À đây, Hưng Hóa đây. Hưng Hóa, vùng ngoại biên của miền Thập Tỉnh, là một giáo phận rộng nhất trong 27 giáo phận Việt Nam hiện nay. Giáo phận Hưng Hóa có diện tích khoảng 58.000 km2, trải rộng trên địa bàn của 10 tỉnh thành thuộc miền Tây Bắc Việt Nam, phía Bắc giáp với Trung Quốc, phía Tây giáp với Lào, phía Tây Nam giáp với Thanh Hóa và Ninh Bình, phía Đông Nam giáp với Tổng giáo phận Hà Nội, phía Đông Bắc giáp với giáo phận Bắc Ninh và Lạng Sơn.
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 thì số giáo dân là 264.833 tín hữu, chiếm tỷ lệ 4% dân số. Số tín hữu phần lớn là người Kinh, phần còn lại là người Mông, người Mường, người Dao và người Thái. Vị chủ chăn của giáo phận hiện nay là Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến. Huynh đoàn giáo dân Đa Minh giáo phận Hưng Hóa nhận Thánh Đa Minh làm bổn mạng, mừng kính vào ngày mùng 8 tháng 8 hàng năm. Huynh đoàn có 12 liên huynh, 72 huynh đoàn cơ sở và 4.234 đoàn viên. Cha đặc trách huynh đoàn giáo phận là cha Gioan Bautista Nguyễn Xuân Thiều. Vấn đề ưu tiên của giáo phận Hưng Hóa lúc này là xúc tiến chương trình huấn giáo cho người đang sống đạo, tái rao giảng tin mừng cho người vì thời thế và hoàn cảnh mà sống đạo lơ là, loan báo tin mừng cho muôn dân trong miền thập tỉnh Tây Bắc của đất nước. Xin anh chị em chúng ta cầu nguyện cách đặc biệt, cách riêng cho giáo phận Hưng Hóa, một vùng đất truyền giáo rất nhiều, cần rất nhiều những hy sinh của anh chị em huynh đoàn chúng ta. Xin nổ một tràng pháo tay thật lớn chào đón cha đặc trách và anh chị em huynh đoàn từ giáo phận Hưng Hóa đã về tham dự hôm nay. Huynh đoàn cuối cùng là huynh đoàn nào ạ? Bắc Ninh. Bắc Ninh đâu ạ? Vâng, chủ nhà. Nói đến Bắc Ninh, người ta nghĩ ngay đến một vùng địa linh nhân kiệt. Bởi Bắc Ninh ôm trọn trong mình một kho báu văn hóa dân gian đệ nhất, với những làn điệu quan họ ngọt ngào ý tứ. Nhắc đến Bắc Ninh, người ta còn nhắc đến một vùng đất truyền giáo rộng lớn đứng thứ tư của Việt Nam. Giáo phận Bắc Ninh có diện tích 24.600 km2, phía Bắc giáp giáo phận Lạng Sơn, phía Nam giáp Tổng giáo phận Hà Nội, phía Đông giáp giáo phận Hải Phòng và phía Tây giáp giáo phận Hưng Hóa. Địa giới của giáo phận hiện nay nằm gọn trên 5 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và một số huyện xã của các tỉnh lân cận, như Tổng giáo phận như thành phố Hà Nội, Tuyên Quang, Hưng Yên, Hải Dương, Lạng Sơn và Phú Thọ. Trong tổng số 9 triệu dân, giáo dân của giáo phận chỉ vọn vẹn 140.000 Kitô hữu, chiếm 1,38%. Vị chủ chăn giáo phận là Đức cha chính Cosma Hoàng Văn Đạt và Đức cha phó Du Xe Đỗ Quang Khang. Huynh đoàn giáo dân Đa Minh giáo phận nhận Thánh Catarina Siena bổn mạng làm bổn mạng và mừng kính ngày hôm nay, ngày 29 tháng 4 hàng năm. Huynh đoàn có 6 liên huynh, 164 huynh đoàn và 10.365 đoàn viên, được hướng dẫn bởi cha đặc trách Paolo Martino Trần Hoàng Khoa Nam. Xin cầu đoàn nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón anh chị em và cha đặc trách huynh đoàn của giáo phận chủ nhà, giáo phận Bắc Ninh. Kính thưa anh chị em, đó là 5 giáo phận mà anh chị em đã hiện diện và về với đại lễ hôm nay. Và con thấy có một số người đang vác bánh trái gì đó để vào sân lễ này. Chúng ta không có ăn giờ này cho nên là chúng ta đừng có vác vào. Và giờ đây, thưa anh chị em, con xin được giới thiệu đến anh chị em cha đặc trách huynh đoàn tỉnh dòng Du Xe Mai Văn Điệp cùng quý anh chị em trong ban phục vụ của huynh đoàn tỉnh dòng. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chào đón cha và tất cả ban phục vụ huynh đoàn tỉnh dòng. Xin mời tiến lên lễ đài này ạ. Giờ đây, cha đặc trách huynh đoàn tỉnh sẽ có đôi lời để chào mừng đến Đức cha, quý cha đặc trách, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý anh chị trong ngày đại lễ hôm nay. Con xin kính mời cha. Kính thưa quý cha, quý thầy, quý dì, kính thưa quý cô, ông bà, anh chị em, với vai trò đặc trách huynh đoàn giáo dân Việt Nam vào hôm nay, trong tư cách là người tổ chức đại lễ hôm nay, con cũng như là quý bác trong ban phục vụ huynh đoàn tỉnh dòng chào mừng quý cha
quý thầy, quý dì cũng như tất cả anh chị em đã về đây để tham dự thánh lễ cũng như ngày họp mặt hôm nay. Chúng con có lời chào thân ái đến tất cả mọi người. Chúng con cảm ơn Chúa và cảm ơn quý cha, quý thầy, quý dì cũng như cảm ơn tất cả anh chị em đã hiện diện với chúng con trong ngày lễ ngày hôm nay. Và thời tiết có như không ủng hộ chúng ta, nhưng lòng của chúng ta với Chúa và với nhau vẫn là điều mà Chúa mong ước. Anh chị em đã hết lòng hy sinh đến đây thì chắc chắn Chúa qua lời truyền cầu của Đức Mẹ Thánh Đa Minh, Thánh Catarina sẽ chúc lành cho tất cả chúng ta. Cầu chúc cho quý cha, quý thầy, quý dì, quý ông bà, anh chị em có một ngày họp mặt và một ngày lễ sốt sắng, bình an và đón nhận nhiều ân sủng của Chúa. Chúng con xin kính chào. Chúng con xin cảm ơn những lời chào mừng rất ngắn gọn của cha đặc trách huynh đoàn tỉnh Dòng. Ngài đã ra rất sớm để hiện diện với tất cả ban tổ chức hôm nay. Và hôm nay Ngài lại có lời chào mừng và với tất cả anh chị em để cùng với anh chị em chúng ta tổ chức thánh lễ hôm nay với tất cả niềm tín thác vào Chúa và ơn của Chúa đổ trên tất cả từng người chúng ta cũng như huynh đoàn gia đình của chúng ta. Và giờ đây là đến nghi thức suy tôn thánh giá đại hội. Kính thưa anh chị em, năm 2023 này, Thánh giá Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lại trở lại với giáo phận Bắc Ninh chúng ta. Thánh giá Đại hội đã và đang được cung nghinh tới mọi ngõ ngách của giáo phận nhằm củng cố sự hiệp thông mọi thành phần dân Chúa, nhất là nối kết các bạn trẻ với nhau. Chính vì thế mà Đức Cha Chính giáo phận Cosma Hoàng Văn Đạt đã mời gọi mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận cùng ghé vai gánh vác với giới trẻ và không ngừng chung tay vun đắp hướng tới đỉnh cao là Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 19 được tổ chức tại giáo phận Bắc Ninh vào cuối năm 2023 hôm nay với chủ đề Đất chúng ta trổ sinh hoa trái, được trích từ Thánh Vịnh 85 câu 13. Giờ đây chúng ta cùng thinh lặng, sốt sắng, suy tôn thánh giá đại hội là thánh giá Chúa Giêsu đấng đã chết vì yêu chúng ta. Muốn luôn hả? Muốn luôn hỏi không? Muốn luôn hay làm sao con? Lạy Chúa Giêsu, thánh giá là biểu tượng của tình yêu cứu độ Chúa dành cho từng người chúng con và toàn thể nhân loại. Do đó, thánh giá là niềm tự hào, là vinh quang của chúng con. Nhìn lên thánh giá Chúa, chúng con nhận ra Chúa đã vâng phục thánh ý Chúa Cha trên hết mọi sự. Nhìn lên thánh giá Chúa, chúng con nhận ra Chúa yêu chúng con đến cùng và yêu chúng con cho đến chết. Nhìn lên thánh giá Chúa, chúng con được mời gọi đón nhận thập giá đời mình, an vui vác theo Chúa mỗi ngày trong từng bổn phận và môi trường chúng con đang sống. Nhìn lên thánh giá Chúa, chúng con được mời gọi sống tình yêu của Chúa, một tình yêu vâng phục, dâng hiến và cho đi mãi mãi. Lạy Chúa Giêsu, nhìn vào tâm hồn, thập giá đời con là những giây phút tâm hồn khô khan, nguội lạnh, chán chường. Nhìn vào tâm hồn, thập giá đời con là bổn phận nặng nề, vất vả, mưu sinh, kiếm sống. Nhìn vào tâm hồn, thập giá đời con là sức khỏe đang dần suy nhược, công việc không được thuận lợi.
nhìn vào tâm hồn. Thập giá đời con là những người trong một mái gia đình, vợ chồng, cha mẹ, con cái trở thành gánh nặng cho nhau. Thập giá đời chúng con muôn hình muôn trạng. Trong tâm tình hiệp hành với toàn thể giáo hội, Thánh giá đại hội đang ngự giữa chúng con hôm nay. Lời từ Thánh giá như muốn nói với từng anh chị em huynh đoàn giáo dân Đa Minh rằng: đừng ngại hoặc xa lánh vác thập giá trong đời sống thường ngày, nhưng thay vào đó, mỗi đoàn viên được mời gọi cùng vác thập giá với Chúa Giêsu bằng công việc chu toàn bổn phận của mình với gia đình, sứ đạo, giáo phận và giáo hội. Không những vậy, chúng con còn có thể giúp đỡ nhau vác thập giá, qua đó sống tin mừng cứu độ được lan tỏa và thấm nhập vào cuộc sống thường ngày của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con vác thập giá mỗi ngày mà theo Chúa. Hôm nay, anh chị em đoàn viên giáo dân Đa Minh chúng con từ các giáo phận Bắc Ninh, Bùi Chu, Thái Bình, Hải Phòng và Hưng Hóa mang đến cho Chúa thập giá đời của chúng con. Những thập giá mà chúng con cảm thấy khó chấp nhận hoặc nặng nề khó vác, chúng con không từ chối những thập giá ấy đâu, nhưng vui lòng đón nhận, vì chúng con tin rằng con đường thập giá không phải là ngõ cụt đường cùng, nhưng lại hướng mở một chân trời mới. Xin Chúa gắn chặt thập giá đời của mỗi anh chị em chúng con vào thánh giá của Chúa, để chúng con biết yêu mến thánh giá Chúa trong đời. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con, cho tất cả những ai đang đau khổ và thất vọng biết nhìn lên thánh giá Chúa. Xin cho thần khí phục sinh của Chúa luôn nâng đỡ mỗi tâm hồn, đưa chúng con vào miền đất của sự sống, nơi chan chứa một tình yêu cứu độ. Amen. Giờ đây xin mời cộng đoàn cùng hướng về bài ca chủ đề Đất Nở Hoa, một sáng tác của Sơ Hồng Loan, thuộc Hiệp hội Đức Mẹ Maria Mẹ Sự Sống của Giáo phận Bắc Ninh. Chính Chúa tóc bòn, Chúa sẽ tóc bòn ngàn muôn phúc lành qua đất chúng ta. Màu hồng
mềm đần côi, ươm mầm hạt giống đức tin. Một chặng đường qua gian nan vất vả, đầu rơi máu đổ nhuộm thắm đất thiêng. Bia vàng ghi khắc bách mục kiên trung, 12 anh hùng tự hào lấy lừng. Sông còn vang mãi, đất còn hát mãi. Quan họ chúc tụng Thiên Chúa yêu thương đã ban muôn vàn ân phúc trên mảnh đất non quai thơ. Về đây ý à tạ ơn thánh tâm ý à Thiên Chúa chở che thương xót dịu hiền giáo phận qua cơn sông tố đất mẹ xanh lá. Chuyện kể cha ông năm nào về đây con cháu tự hào nhắc nhau tiếp bước anh hùng đức tin sống đời chứng tá hy sinh yêu thương phục vụ hiến thân quên mình dạng người danh Chúa quang minh mai sau sum họp phúc vinh quê trời về đây giới trẻ về đây bên nhau yêu thương dâng đầy kết lòng tay nắm trong tay cùng loan tin mừng sự sống cho hạnh phúc mãi lên xanh về đây chúng lời nguyện xin nghi hà Thiên Chúa đoàn con nghi hà một lòng dựng xây nghi hà nước Chúa xanh ngài bừng sáng khắp nơi. Thưa anh chị em, chúng ta đã cùng với các bạn giới trẻ vũ khúc một bài vũ khúc chủ đề Đất chúng ta trổ sinh hoa trái để suy tôn thánh giá đại hội. Cầu xin ơn hiệp nhất, ơn hiệp thông ở trong giáo hội, trong giáo phận và trong huynh đoàn của chúng ta. Và giờ đây chúng ta cùng nhau cử hành giờ kinh sáng, kinh phụng vụ. Luật sống đã nói với chúng ta mỗi ngày, anh chị em huynh đoàn giáo dân Đa Minh chúng ta nguyện kinh cùng với nhau, ít là kinh sáng. Và trong bầu khí này, giờ đây anh chị em chúng ta cùng ngồi thẳng lên ạ. Chúng ta chuẩn bị để bước vào giờ kinh thánh, kinh sáng. Mừng kính Thánh Catarina Siena Trinh Nữ Tiến sĩ Hội Thánh hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, khi chúng ta nguyện kinh, chúng ta có giáo đầu. Và thường thì ở các huynh đoàn chúng ta đọc liền Thánh Vịnh 94. Nhưng trong dòng các linh mục tu sĩ thì sẽ đọc giáo đầu. Chẳng hạn như còn hôm nay chúng ta đọc lễ kính Thánh Catarina, chúng ta là lễ kính theo dòng và có phần riêng. Vì vậy mà chúng ta sẽ sử dụng
cái phần của chúng con đã photo sẵn đây ạ. Và trong cái cuốn màu đó chúng ta chỉ sử dụng ba thánh vịnh, chúng ta sẽ không sử dụng các điệp ca và lời cầu vì hôm nay là lễ nhớ của dòng. Và sau mỗi phần giáo đầu con đọc là Đức Kitô là nguồn mạch khôn ngoan, nào ta hãy đến bái thờ người, hallelujah. Cộng đoàn đáp lại, sau đó con sẽ sướng thánh vịnh 94. Sau mỗi đoạn chúng ta sẽ lặp lại câu giáo đầu đó. Như con đã thưa với anh chị em là chúng ta sẽ sống lại giây phút của truyền thống dòng chúng ta, đó là khi tới kinh vinh danh Chúa Cha và Chúa Con cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa thì chúng ta đứng và chúng ta cúi đầu nhé. Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện điều đó tại nơi này. Xin chúng ta bỏ hết mũ nón xuống để chúng ta đọc kinh ạ. Và trong khi đọc kinh phục vụ, chúng con có chiếu slide lên màn hình. Và cộng đoàn ở phía trước màn hình đó, chúng ta có thể nhìn lên màn hình đó để chúng ta đọc theo. Xin mời cộng đoàn đứng. Lạy Chúa Trời, xin ở miệng con. Đức Kitô là nguồn mạch khôn ngoan, nào ta hãy đến bái thờ người, hallelujah. Đức Kitô là nguồn mạch khôn ngoan, nào ta hãy đến bái thờ người, hallelujah. Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tôn hô người là núi đá đổ trì ta. Vào chương thanh nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điệu hát cung đàn. Đức Kitô là nguồn mạch khôn ngoan, nào ta hãy đến bái thờ người, hallelujah. Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao ca, là đại vương trôi vừa chư thần, nắm trong tay bao vườn sâu lòng đất, dư chủ quyền muôn ngọn núi vun cao. Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa, lùng địa do tay người nhào nan cũng thuộc về người. Đức Kitô là nguồn mạch khôn ngoan, nào ta hãy đến bái thờ người, hallelujah. Hãy vào đây ta cúi mình phụ phụng, quỳ trương tôn nhan Chúa là đấng dựng nên ta. Bởi sinh người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta là dân người lãnh đạo, là đoàn xiên tay người dân gian. Đức Kitô là nguồn mạch khôn ngoan, nào ta hãy đến bái thờ người, hallelujah. Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, người phán các ngươi chớ cưng lòng như tại Meriba, như ngày ở Massa trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thanh thân và gian thử thanh ta, dù đã thấy những việc ta làm. Đức Kitô là nguồn mạch khôn ngoan, nào ta hãy đến bái thờ người, hallelujah. Suốt 40 năm dòng dốc này làng ta chán ngán, ta đã nói đây là dân tâm hồn lầm lạc, chúng nào biết đến đường lối của ta. Nên ta mới thỉnh nó thề rằng chúng sẽ không đường vào chốn yên nghỉ của ta. Đức Kitô là nguồn mạch khôn ngoan, nào ta hãy đến bái thờ người, hallelujah. Vinh danh Chúa Cha và xin Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, từ muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Đức Kitô là nguồn mạch khôn ngoan, nào ta hãy đến bái thờ người, hallelujah.
Ôi trinh nữ vô vàn dâu ai, giờ đây xin ca ngợi hên tình. Chiều thiên rực ánh quang vinh, chiều soi hồi thanh muôn nghìn vẻ vang. Đường đương hành rỡ ràng cao ca, cuộc nhân trần đoá hoa tươi. Khiêm nhu can đảm mười mươi, bước đường khổ ra một đời kiên trung. Chiều anh sang khâm cùng nhân thế, bao tin cho bốn bề bình an. Phục hưng phong hóa nhân gian, đôi lòng bao kẻ hung tàn bất lương. Nguồn ân sông tình thương thông đầy, lời thôn ra rừng cháy lửa hồng. Đốn thêm cho môi tình nồng, diệu quang siêu tòa thinh không ráng người. Ôi trinh nữ Chúa trời sung mồ, xin nhận lời phù trợ chúng nhân. Tin yêu thúc đầy tâm thần, đi tìm vương quốc phu quân tuyệt vời. Chúa ba ngôi muôn đời khả ái, từ thiên thu vạn đại trường tồn. Bình minh cho đến hoàng hôn, cung đàn reo răn tâm hồn hoan ca. Hãy mang lấy anh của tôi và hãy hòng với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Hallelujah. Mời cộng đoàn ngồi. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ. Ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tâm thân này mòn mỏi đời sống. Như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nương. Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện, để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sông, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương. Xuân cả đời con nguyện dâng lời chung tùng và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. Lòng thoa thuê như khanh vừa dự tiệc, môi miệng con rộn ra khung hoan ca. Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ, suốt năm canh thầm thì với Ngài. Quả thần Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài con hân hở reo vui. Trọn cả tâm tình con cùng Ngài gắn bó, giơ tay quyền lực Ngài che chở phù trì. Xin mời cộng đoàn đứng. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Từ muôn đời và sinh hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Hãy mang lấy anh của tôi và hãy hồng với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Hallelujah. Phung thay những ai bị bánh hại, vì sông công sinh, vì nương trời là của họ. Hallelujah. Mời cộng đoàn ngồi. Chúc tùng Chúa đi, mọi công trình của Chúa, muôn ngàn đời hay ca tùng suy tôn. Chúc tùng Chúa đi, các thiên sứ của Người. Chúc tùng Chúa đi, trên tầng trời thâm thẳm. Chúc tùng Chúa đi, nguồn nương tần cao xanh. Chúc tùng Chúa đi, mọi cơ bình thường rơi. Chúc tùng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng. Chúc tùng Chúa đi, hỡi tinh tu muôn ngàn. Chúc tùng Chúa đi, nào mưa sương tân cả. Chúc tùng Chúa đi, mọi luồng gió cơn giông. Chúc tùng Chúa đi, sương nóng với lửa hồng. Chúc tùng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.
chúng tôn xua đi, nở xương đồng mưa tuôn. Chúng tôn xua đi, kìa thời đông tiên ra. Chúng tôn xua đi, này băng phù tuyên rơi. Chúng tôn xua đi, hơi đêm ngày đắm đôi. Chúng tôn chúa đi, ánh sáng và bóng tôi. Chúng tôn chúa đi, chớm giật với mây trôi. Chúng tôn chúa đi, tất cả mười phương đất, muôn ngàn đời hay ca tụng suy tôn. Chúng tôn chúa đi, này đồi xanh núi biếng. Chúng tôn xua đi, kìa hoa lá cỏ cây. Chúng tôn xua đi, hơi suối nữa tràn đầy. Chúng tôn xua đi, nào sông sâu biển cả. Chúng tôn chúa đi, kình ngư cùng thủy tàu. Chúng tôn chúa đi, hết mọi loài chim trong. Chúng tôn chúa đi, ra sông lần thu rừng, muôn ngàn đời hay ca tụng suy tôn. Chúng tôn chúa đi, hãy phạm nhân dương thế. Chúng tôn chúa đi, dòng dõi Israel. Chúng tôn chúa đi, tư tế phụng thờ chúa. Chúng tôn chúa đi, tôi ta phụng vụ người. Chúng tôn chúa đi, hồn thiêng hằng công chính. Chúng tôn chúa đi, người thanh kẻ khiêm nhường. Chúng tôn chúa đi, này Khanania, Azaria và Misaen hơi. Muôn ngàn đời hay ca tụng suy tôn. Mời cộng đoàn đứng. Nào chúng tôn chúa Cha, chúa Con và chúa Thánh Thần, muôn ngàn đời cùng ca tôn suy tôn. Lạy Chúa, chúng tôn chúa trên cõi trời cao thẳm, muôn ngàn đời xin ca tôn suy tôn. Phụng thay những ai bị bách hại, bị sông công chính, vì nước trời là của họ. Hallelujah! Nguyện cho Thiên Chúa được tôn vinh trong mọi sự, nhờ Đức Giêsu Kitô, đấng quyền năng và vinh hiển muôn đời. Hallelujah! Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, ngợi khen người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung. Hỡi Israel, nào hoan hỷ, vì có Chúa là đấng tạo thành ngươi. Con cái Si-on, hãy nhảy mừng, vì được Chúa làm vua hiển trị. Mừng thanh danh, nào dâng điều vụ, nhịp trống hoa đàn theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân người, ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng. Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ, nào phú phục mà cân tiếng reo hò. Miệng vang lời tán dương Thiên Chúa, thanh gươm hai lưỡi còn trăng trong tay. Để trả thù muôn nương và trừng trị chư dân, để xiềng chân vua chúa và sinh cô vương hầu. Để thi hành an phản, Chúa đã viết từ xưa, đó là niềm vinh dự cho mọi kẻ trung hiếu với người. Mời cộng đoàn đứng. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Từ muôn đời và sinh hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Nguyện cho Thiên Chúa được tôn vinh trong mọi sự, nhờ Đức Giêsu Kitô, đấng quyền năng và vinh hiển muôn đời. Hallelujah!
Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Chúng tôi không rao giảng chính mình, mà chỉ rao giảng Đức Kitô Giêsu là Chúa. Còn chúng tôi chỉ là tôi tớ của anh chị em. Vì Đức Giêsu, chúng tôi bị dồn ép tư bề nhưng không bị đè bẹp, hoang mang nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Chúa là sức mạnh tôi, là đấng tôi ca ngợi. Hallelujah, hallelujah. Chúa là sức mạnh tôi, là đấng tôi ca ngợi. Hallelujah, hallelujah. Xin Người cứu độ tôi. Hallelujah, hallelujah. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Chúa là sức mạnh tôi, là đấng tôi ca ngợi. Hallelujah, hallelujah. Lạy Thiên Chúa tôi cao hằng hữu, xin thương đón nhận mạng sống con như hy lễ trong nhiệm thế Ngài. Đây con dâng trái tim cho Chúa, xin tháp nhập vào hội thánh của Ngài. Hallelujah. Chúa tôn Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi chúng thần David, Người đã cho xuân hiện, vì cứu tinh quyền thế để giúp ta. Như Người đã dùng miệng, sẽ cứu ta thoát khỏi đình thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghen. Chúa đã thề với tổ phụ Abraham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù. Hãy cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh hiền công chính Chúa nhân Người, mà phụng thờ Người suốt cả đời ta. Hãy nhi hỡi, con sẽ mang tương hiệu là ngôn sứ của đấng tối cao. Con sẽ đi trường Chúa, mở lối cho Người. Con cho dân Chúa biết, Người sẽ cứu độ, là ta cho họ hết mọi tội kiếp. Thiên Chúa ta đầy lòng trăng ân, cho vầng đông từ sơn cao vời viếng thăm ta. Hỡi ra những ai ngồi nơi tâm tôi, và trong bóng tự thần, dân ta bước vào đường nẻo bình an. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Luôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên tu vạn đời. Amen. Lạy Thiên Chúa tôi cao hằng hữu, xin thương đón nhận mạng sống con như hy lễ trong nhiệm thế Ngài. Đây con dâng trái tim cho Chúa, xin tháp nhập vào hội thánh của Ngài. Hallelujah. Thiên Chúa là đấng hằng hữu, trong Người chúng ta được nhìn thấy ánh sáng. Nào ta hãy chu tung và cầu xin. Ôi lạy Chúa, Ngài là ánh sáng muôn ngàn đời rực rỡ.
Lạy Chúa, Chúa đã gọi chúng con vào hội thánh Chúa và đã quy tụ chúng con trong cùng một đức tin. Chúng con ca ngợi Chúa vì ngay từ sớm mai này Chúa mời gọi chúng con tôn vinh Chúa. Chúa đã ban tự do và vinh quang cho những ai được cứu chuộc bằng máu con xiên. Chúng con xin ca ngợi và tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, Chúa mời gọi nhân loại tiếng tụng công của sáng tạo, nhất là đã cho chúng con tham dự vào việc kiện toàn thân mình Chúa Kitô. Cùng với tất cả những ai đang nỗ lực mở rộng nước trời, chúng con xin ca ngợi Chúa. Lạy Cha chi nhân, Cha không muốn một ai phải hư mất, nhưng muốn mọi người được cứu độ và suy phụng chân lý. Chúng con xin chúc tụng Cha vì tất cả những ai đã góp công sức để lo cho phần rồi tha nhân. Giờ đây chúng ta thinh lặng trong giây lát để dâng lên những ý khấn và những ý nguyện riêng của mỗi người chúng ta. Nhờ lời chuyên cầu của Thánh Catarina, xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, Chúa Cha chỉ lên, khi Cha lê hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, Chúa đã đốt lửa yêu mến nồng nàn trong lòng Thánh Catarina, khiến thánh nữ vừa thiết tha chiêm ngắm Đức Kitô chịu khổ nạn, vừa hăng say phục vụ hội thánh. Xin nhận lời thánh nữ truyền cầu mà cho dân Chúa biết thông phần khổ nạn với Đức Kitô để được vui hưởng vinh quang với Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Nào ta chung tùng Chúa, ta ơn Chúa. Con xin mời cộng đoàn chúng ta ngồi. Con xin được thông báo thứ tự của đoàn rước như sau. Đi đầu là bình hương lửa, thánh giá nến cao, cờ hiệu huynh đoàn, đại diện ban phục vụ huynh đoàn tỉnh dòng và huynh đoàn của các giáo phận. Thầy phó tế mang sách tin mừng, quý thầy phó tế, quý cha đồng tế, cha đặc trách, đức cha Giuse chủ tế. Và đoàn rước khởi hành từ đài lòng Chúa thương xót ra lễ đài. Trước khi đoàn rước bắt đầu thì con xin được dẫn lễ một tí, sau đó sau phần dẫn lễ thì xin mời ban kim nhạc chúng ta sẽ cử một bài để rước đoàn đồng tế, rồi sau ban kim nhạc thì ca đoàn sẽ hát ca nhập lễ. Xin mời tất cả ban phục vụ huynh đoàn tỉnh dòng và huynh đoàn của các giáo phận chúng ta tiến vào đi đoàn rước, và chúng ta có thể dẹp cái hàng ghế đó để đoàn rước đi ra. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta cùng với toàn thể hội thánh nói chung và dòng Đa Minh nói riêng hân hoan mừng kính thánh nữ Catarina, trinh nữ tiến sĩ hội thánh. Thánh nữ Catarina mà chúng ta mừng kính hôm nay là một hội viên huynh đoàn giáo dân Đa Minh. Nhờ thấm nhuần tinh thần thánh phụ Đa Minh, thánh nữ đã yêu mến Thiên Chúa và tha nhân cách nồng nàn,
hết mình cổ võ bình an, mang lại hòa thuận giữa các thành phố của nước Ý lúc bấy giờ, can đảm và bênh vực quyền lợi và tự do của hội thánh và góp phần canh tân đời sống đạo đức. Nhờ tình yêu, Thánh Catarina được Thiên Chúa mặc khải cho biết cây cầu của ngôi lời nhập thể. Qua sứ vụ hòa giải, Thánh Nhân đã trở thành một cây cầu nối kết lại những đổ vỡ rạn nứt trong xã hội và giáo hội. Chính vì thế, Thánh Nữ đã được xem như một mẫu gương tuyệt vời cho mỗi đoàn viên trong huynh đoàn Đa Minh chúng ta. Mừng kính mẹ Thánh Catarina hôm nay, nguyện xin Thánh Nữ truyền đạt lòng yêu mến Chúa Kitô và tinh thần hăng say phục vụ hội thánh cho tất cả anh chị em chúng ta, để mỗi đoàn viên hôm nay cũng biết yêu mến Chúa, bảo vệ giáo hội và hăng say loan báo tin mừng. Giờ đây chúng ta đứng để đón đoàn đồng tế bước vào sân lễ. Xin mời cầu đoàn đứng. Xin mời ban kim nhạc. Chúng con xin nhắc lại thứ tự đoàn rước như sau. Đi đầu là bình hương lửa, kế đến là thánh giá nến cao. Sau thánh giá nến cao là cờ hiệu huynh đoàn. Sau cờ hiệu huynh đoàn là đại diện của ban phục vụ huynh đoàn tỉnh dòng và huynh đoàn các giáo phận. Sau đó là thầy phó tế mang sách tin mừng và quý thầy phó tế, quý cha đồng tế, cha đặc trách và cuối cùng là đức cha Giuse chủ tế thánh lễ hôm nay. Giờ đây xin mời ban kim nhạc. Xin mời đội trống. Yeah.
Hát tin nhắn, vui hát mừng danh Chúa.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa Cha Tổng Đại Diện, quý Cha Quản Hạt, Cha Đặc Trách Huynh Đoàn Đa Minh, quý Cha Đồng Tế, quý Cha Dòng Đa Minh đang hiện diện trong thánh lễ hôm nay. Kính thưa quý Thầy Phó Tế, quý tu sĩ nam nữ, quý cụ, quý ông bà, anh chị em đến từ khắp các giáo phận yêu mến Thánh Catarina Siena. Hôm nay, sau một cơn mưa làm cho tiết trời của giáo xứ Bến Đông trở nên mát mẻ hơn, để đón chào tất cả mọi người đến từ khắp các giáo phận tề tựu nhau nơi đây trong niềm vui hân hoan của mùa phục sinh, chúng ta được mời gọi để nhìn ngắm một gương sáng tuyệt vời, bước theo linh đạo của Thánh Đa Minh để sống ơn gọi của mình trong môi trường mà Chúa đặt để, đó là Thánh Nữ Tiến sĩ Catarina thành Siena. Chúng ta hôm nay được đến đây để chung chia niềm vui với Thánh Nữ, vì Ngài đã bước theo Đức Giêsu phục sinh, sống tinh thần của Thánh Tổ Phụ Đa Minh trong hành trình ơn gọi của mình. Một con người đơn sơ, nhỏ bé, khiêm tốn, nhưng đã để cho Chúa dùng như một khí cụ để làm những công cuộc tuyệt vời và vĩ đại trước mặt Chúa và tất cả mọi người. Ngài đã trở thành một mẫu gương cho mỗi người chúng ta về lòng yêu mến Chúa, yêu mến giáo hội và sống chết cho đức tin và nhất là cho chân lý là chính Chúa Giêsu mà Ngài đã tin yêu suốt cả cuộc đời. Quả thực Thánh Nữ Catarina Siena đã trở thành một mẫu gương cho mỗi người chúng ta trong bối cảnh sống hôm nay. Yêu mến Chúa hết lòng, yêu thương nhau hết mực, trung tín với đức tin và làm chứng cho Chúa trong môi trường sống của mình. Chúng ta xin Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Nữ Catarina Siena mà chúng ta nhìn ngắm như một mẫu gương sống đức tin hôm nay, cho chúng ta cũng được những ơn cần thiết như Thánh Nữ, để rồi sau thánh lễ này chúng ta trở về trong hân hoan vì tràn đầy ơn thánh của Chúa, chúng ta cũng sống ơn gọi của mình trong bậc sống của mỗi người như Thánh Nữ Catarina đã sống, biến mình trở thành khí cụ cho Chúa Thánh Thần hoạt động thực hiện công cuộc loan báo tin mừng của Ngài, đặc biệt trên quê hương đất nước chúng ta. Với tâm tình đó, giờ đây cộng đoàn chúng ta thành tâm xin Chúa tha thứ những lầm lỡ thiếu sót, giúp chúng ta bớt bất xứng để dâng thánh lễ tạ ơn cùng với Thánh Nữ Catarina Siena hôm nay. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con, đi
lành Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúa đã đốt lửa yêu mến nồng nàn trong lòng Thánh Catarina Siena, khiến thánh nữ vừa thiết tha chiêm ngắm Đức Kitô chịu khổ nạn, vừa hăng say phục vụ hội thánh. Xin nhậm lời thánh nữ chuyển cầu cho dân Chúa biết thông phần cuộc khổ nạn với Đức Kitô để được vui hưởng vinh quang với Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Anh em thân mến, xin Đức Giêsu Kitô là vị chứng nhân trung thành, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, là thủ lãnh mọi vương đế trần gian, ban cho anh em ân sủng và bình an. Người đã yêu mến chúng ta và đã lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người, kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen. Kìa, Người ngự đến giữa đám mây, ai lấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người
mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc thấy người. Đúng thế. Amen. Đức Chúa là Thiên Chúa phán, ta là Alpha và Omega, là đấng hiện có, đã có và đang đến, là đấng toàn năng. Đó là lời Chúa. Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Colosse.
Anh em thân mến, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể người là hội thánh. Tôi đã trở nên người phục vụ hội thánh theo kế hoạch Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi. Liên quan đến anh em, đó là tôi phải rao giảng lời của người cho trọn vẹn, rao giảng mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra cho các thánh của Thiên Chúa. Người đã muốn cho họ được biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoài. Đó là chính Đức Kitô đang ở giữa anh em, đứng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang. Chính Người là đứng chúng tôi rao giảng, khi khuyên bảo mỗi người và dạy dỗ mỗi người với tất cả sự khôn ngoan, để giúp mỗi người nên hoàn thiện trong Đức Kitô. Chính vì mục đích ấy mà tôi phải vất vả chiến đấu, nhờ sức lực của Người hoạt động mạnh mẽ trong tôi. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Cùng thầy. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, kính lạy Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Ai có và giữ điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariot, nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ mình ra cho thế gian? Đức Giêsu đáp: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là lời của Thầy, nhưng là lời của Chúa Cha Đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em, nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Chúa Cha đã sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý cha, kính thưa quý bà anh chị em. Không biết là mọi người cảm thấy quý mến khi mà đọc hạnh thánh Catarina Siena về điều gì? Nhưng mà hôm nay cho phép tôi được chia sẻ một cái điều mà tôi cảm thấy rất là thích khi mà đọc hạnh thánh Catarina Siena. Chúng ta đọc hạnh thánh Catarina Siena, chúng ta thấy có một cái chi tiết ghi như này là Thánh Catarina chỉ có biết đọc, biết viết thôi. Thánh Catarina biết đọc và biết viết. Nghĩa là nếu mà người Việt Nam mà đọc, biết đọc, biết viết là lớp 1, có phải không? Lớp 1 hay lớp 2, quá lắm là lớp 3 là cùng thì người ta gọi là đấy là biết đọc, biết viết. Nhưng mà quý ông bà anh chị em xem nhé, Thánh Catarina chỉ có biết đọc, biết viết thôi mà có bằng tiến sĩ hội thánh đó. Mọi người ở đây có muốn giống như là Thánh Catarina như thế không? Chỉ cần đọc, biết đọc, biết viết thôi mà có bằng tiến sĩ hội thánh. Có muốn thế không? Ai muốn bằng tiến sĩ mà chỉ cần học, biết đọc, biết viết thì giơ tay để xem là mấy người nào? À thế à, xin cho chàng pháo tay còn nào, cảm ơn. Nhưng mà những người mà chỉ có biết đọc, biết viết mà có bằng tiến sĩ hội thánh mà không phải đi học thì coi chừng cái trong... Nếu mà nhìn trong lăng kính người Việt Nam, người ta nói là bằng giả đó, không có đúng đâu. Không đi học, không trình luận án mà bảo có bằng tiến sĩ thì sao mà có được. Nhưng mà thưa cộng đoàn, chắc chắn Thánh Catarina Siena có bằng tiến sĩ. Mà bằng tiến sĩ không phải chỉ là bằng tiến sĩ của một trường đại học. Cái đấy nhiều người có. Bằng tiến sĩ của Thánh Catarina là bằng tiến sĩ hội thánh. Mà thưa cộng đoàn, không có mấy người trong hội thánh có bằng tiến sĩ đâu mà giáo hội phong tặng cái danh hiệu đấy. Vậy thì điều gì làm cho Thánh Catarina Siena của chúng ta chỉ có biết đọc, biết viết thôi mà lại được giáo hội phong tặng một cái tước hiệu rất là vinh dự như vậy là tiến sĩ hội thánh? Chứ còn mà những người có bằng tiến sĩ thì nhiều, nhưng mà được giáo hội phong tặng là tiến sĩ hội thánh không có nhiều. Cảm ơn được. Nói thêm tí nữa hết mà mưa thì là phải đi lên kia. Thế thì thưa cộng đoàn, cái gì làm cho một người chỉ có biết đọc, biết viết thôi mà được giáo hội phong tặng là tiến sĩ hội thánh? Vừa giảng vừa che dù thế này có được không cơ? Được phải không? Là xin phép, xin phép. Kính thưa cộng đoàn, cái điều gì làm nên, làm cho một con người chỉ có biết đọc, biết viết như là Thánh Catarina Siena mà lại được giáo hội phong tặng là tiến sĩ hội thánh? Quý ông bà anh chị em có biết là cái gì không? Có biết là cái gì không? Quý ông bà anh chị em nào mà ở gần ấy, nhìn cái tượng Thánh Catarina Siena kia kìa, trên tay bà cầm cái gì thế? Quý ông bà anh chị em, các bà ngồi gần đây này, trên tay bà Thánh Catarina cầm cái gì thế? Cầm quả tim, có phải không? Chúa với Đức Mẹ thì người ta để cái quả tim ngay trước ngực này này. Còn bà Thánh Catarina cầm cái quả tim ở trên tay này. Quý ông bà anh chị em suy nghĩ thử xem là khi mà làm một cái bức tượng Thánh Catarina Siena cầm cái quả tim ở trên tay thì muốn nói cái gì thế? Khi bà cầm cái quả tim ở trên tay này, bà muốn nói cái gì thế? Bà muốn nói với Chúa là gì đấy? Lạy Chúa, con cầm cái quả tim như thế này thì chắc chắn là Thánh Catarina chỉ có lạy Chúa nói một điều thôi. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Và thưa cộng đoàn,
Thánh Caterina Siena không chỉ nói là lạy Chúa con yêu mến Chúa, mà Thánh Caterina còn nói lạy Chúa con yêu mến Chúa, nên con yêu mến hội thánh của Chúa. Đấy. Nếu không yêu mến Chúa thì thật khó để có thể yêu mến hội thánh của Chúa. Và thưa cộng đoàn, cái bí quyết làm cho Thánh Caterina Siena được giáo hội phong tặng cái danh hiệu là tiến sĩ hội thánh dù chỉ có biết đọc biết viết thôi, bí quyết của nó nằm ở chỗ là đó là một con người yêu mến Chúa hết lòng và yêu mến hội thánh hết mực. Vậy thì Caterina Siena làm gì để diễn tả cái tình yêu Chúa, tình yêu của bà thánh đối với Chúa và đối với hội thánh? Kính thưa cộng đoàn, chúng ta biết là Thánh Caterina được sinh ra và lớn lên trong một bối cảnh của hội thánh nhiều rối ren hơn là hôm nay nhiều. Vào cái bối cảnh như thế nào? Quý ông bà anh chị em biết là bình thường nhé, Đức Giáo Hoàng thì ở đâu nhỉ? Đức Giáo Hoàng là ở Roma, có phải không? À, bình thường thì Đức Giáo Hoàng ở Roma, ở Vatican. Nhưng vào thời Thánh Caterina được sinh ra và lớn lên thì Đức Giáo Hoàng không có ở Vatican. Thế Đức Giáo Hoàng lúc đấy ở đâu? Đức Giáo Hoàng lúc bấy giờ ở một cái thành phố ở bên Pháp là thành phố Avignon. Cho nên không phải là vấn đề nó đơn giản đâu, nó phức tạp lắm. Nếu mà phải phân tích thì có mà giảng từ giờ đến trưa cũng không hết được. Nhưng mà chúng ta phải biết một điều là đã có một thời Đức Giáo Hoàng rời bỏ Vatican để sang Avignon là bên Pháp. Và không phải là một vị giáo hoàng đâu, 5-7 vị giáo hoàng sống ở cái thành Avignon đấy. Và Thánh Caterina Siena của chúng ta đã được sinh ra và lớn lên trong một bối cảnh giáo hội đầy những nhiễu nhương như thế. Không có đơn giản. Nhưng mà chúng ta xem, vì lòng yêu mến Chúa và vì lòng yêu mến hội thánh, thì Thánh Caterina đối diện với cái việc mà Đức Giáo Hoàng sao lại bỏ Vatican để sang Avignon thế, thì làm sao thế? Thánh Caterina không lên án hội thánh, không chê bai hội thánh, không nghỉ chơi với hội thánh. Nhưng mà Thánh Caterina hiệp thông với hội thánh, yêu mến hội thánh, làm cho một con người hiệp thông với hội thánh, không tách khỏi hội thánh, không chê bai hội thánh, không lên án hội thánh. Và quý ông bà anh chị em xem, Thánh Caterina làm một cái việc mà trên thế gian này từ lúc có lịch sử hội thánh đến giờ là chưa có thấy ai có bao giờ. Đó là khuyên nhủ Đức Giáo Hoàng rời bỏ cái thành phố Avignon đấy để trở về Vatican đó, trở về Roma. Quý ông bà anh chị em xem, một người chỉ có biết đọc biết viết thôi, một cái người chỉ có biết đọc biết viết đấy, không biết là có học thêm giáo lý gì nữa hay không, nhưng mà một con người như thế mà khuyên nhủ Đức Giáo Hoàng là rời bỏ cái thành phố Avignon ở bên Pháp để trở về bên Vatican, là nơi mà Đức Giáo Hoàng từ trước đến nay vẫn ở. Rồi cuối cùng Đức Giáo Hoàng có nghe theo bà ấy không? Quý ông bà anh chị em có biết không? Đức Giáo Hoàng có đi không? Có đi không? Có. Cho nên là chắc chắn là chúng ta phải cho chào pháo tay nữa là cảm ơn Thánh Caterina Siena đó. Chơi đâu. Đừng có chê phụ nữ ha. Đừng có chê phụ nữ vớ vẩn đâu. Nghĩa là cũng nhiều người cũng nổi tiếng chứ không phải là không. Cho nên là các bà hôm nay là đi là hãnh diện hết sức. Hãnh diện với các ông. Một người phụ nữ làm thay đổi quyết định của Đức Giáo Hoàng được. Rời bỏ cái thành Avignon là cái thành mà trước Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 11 đã có 6 Đức Giáo Hoàng ở đấy. Không có phải là Đức Giáo Hoàng đấy vừa sang đấy ở xong bà nói thôi đi về đi thì là đi về đâu, không. Trước ngài đã có mấy Đức Giáo Hoàng ở đấy. Mà không biết là bà sang bà nói cái gì, có phải không? Mai mốt chết lên thì đàng hỏi bà nói cái gì mà Đức Giáo Hoàng nghe lời bà thế, dù chỉ có biết đọc biết viết thôi. Chắc chắn lời lẽ không quan trọng bằng tình yêu chất chứa trong lòng của Thánh nữ Caterina. Một tình yêu chất chứa trong lòng của bà đối với Chúa, một tình yêu chất chứa trong lòng của bà đối với hội thánh.
Một tình yêu ấy giúp cho bà không lên án hội thánh, không xa lìa hội thánh, không là một cái bè rối khác. Nhưng mà cái tình yêu ấy giúp bà hiệp hành với hội thánh, hiệp thông với hội thánh, bước đi trong cái nỗi đau của hội thánh, và nhất là cố gắng trong khả năng của mình xây dựng hội thánh. Chúng ta vừa nghe trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu nói: ai yêu mến thầy thì giữ lời thầy. Quả thực cái câu đấy là một câu hoàn toàn đúng trong nơi con người của Thánh Catarina Siena mà chúng ta mừng kính hôm nay. Một con người yêu mến Chúa Giêsu, một con người giữ lời của Chúa. Không có Chúa nào mà dạy chúng ta mà lại lên án người khác, lên án hội thánh là mẹ chúng ta, chia tay với hội thánh, lập một cái bè rối khác vì hội thánh tội lỗi và bất toàn. Không. Thánh Catarina là một con người yêu mến Chúa Giêsu, giữ lời của Chúa Giêsu, cho nên Ngài nhất định là ở trong hội thánh, hiệp thông với hội thánh, và với cái con tim thao thức tình yêu ấy xây dựng hội thánh. Xây dựng cụ thể bằng cách nào? Khuyên Đức Giáo Hoàng là xin Ngài trở về Vatican, như là truyền thống từ ngàn đời của giáo hội là nơi Đức Giáo Hoàng vẫn đang ở. Và cuối cùng, lời thỉnh cầu của Thánh nữ Catarina Siena đã thuyết phục được Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 11. Ngài rời bỏ thành phố Avignon và trở về Vatican. Và từ đó cho đến hôm nay, các Đức Giáo Hoàng vẫn tiếp tục ở tại Vatican. Thưa quý ông bà anh chị em, một cái việc làm như thế, xin lỗi, có nhiều Đức Hồng Y nói Đức Giáo Hoàng chả nghe. Các Đức Giám Mục chưa chắc đã khuyên Đức Giáo Hoàng mà Đức Giáo Hoàng nghe. Đức Giám Mục Phó Bắc Ninh chẳng chả có cái số đấy. Nhưng mà một con người nhỏ bé, khiêm nhường, nhưng mà đong đầy tình yêu, làm thay đổi người khác được, hoán cải, giúp người khác được ơn hoán cải. Mà người khác đấy không phải là một người bình thường, là vị đứng đầu, là vị thủ lãnh của giáo hội đó. Cho nên kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta đi tham dự thánh lễ mừng kính Thánh Catarina Siena, chúng ta hiểu được cái bí quyết làm cho một người ít học, làm cho một con người ít khả năng trở thành một vị thánh vĩ đại ở trong hội thánh, trở thành một mẫu gương tuyệt vời ở trong dòng Đa Minh, đặc biệt là đối với các những người hội huynh đoàn Đa Minh sống đời sống gia đình. Là cái gì thế? Tình yêu. Tình yêu đong đầy nơi con tim của thánh nữ, làm cho thánh nữ luôn hiệp thông với hội thánh. Tình yêu ấy đong đầy nơi con tim của thánh nữ, làm cho thánh nữ chẳng những hiệp thông với hội thánh mà thao thức xây dựng hội thánh, sửa chữa những gì cần phải sửa chữa, thay đổi những gì cần phải thay đổi. Con người ấy đã trở thành một mẫu mực cho đời sống đức tin của mỗi người chúng ta, đặc biệt cho quý ông bà anh chị em trong huynh đoàn Đa Minh. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta tham dự thánh lễ, trời nó có hơi có mưa một tí, có hơi ướt át một tí, nhưng mà không sao, tình yêu là quan trọng hơn. Xin Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Catarina Siena cho chúng ta một con tim đong đầy tình yêu, để chúng ta trở về với giáo phận của mình, trở về với sứ họ của mình với một tình yêu đong đầy như ấy. Như thế chúng ta hiệp thông với giáo phận, chúng ta hiệp thông với sứ họ của mình, và những gì có thể làm được để xây dựng sứ họ nhất định làm Hà Nội. Những việc nhỏ bé thôi, những việc bình thường thôi, nhưng với một con tim đong đầy. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có nghĩ là với một con tim đong đầy, chỉ cần làm những việc nhỏ bé đơn sơ thôi, chúng ta có thể góp phần để xây dựng hội thánh không? Có nào? Có phải nào? Cho nên hôm nay chúng ta tham dự thánh lễ mừng kính Thánh Catarina Siena như là một mẫu gương của hội viên huynh đoàn Đa Minh Việt Nam. Xin Chúa qua lời truyền cầu của Ngài cho chúng ta có được một con tim đong đầy tình yêu như Ngài. Chúng ta ra về để tiếp tục hiệp thông với giáo phận, hiệp thông với giáo xứ, hiệp thông với giáo họ của mình. Hiệp thông như thế nào? Góp phần nhỏ bé của mình xây dựng giáo phận, xây dựng giáo họ, xây dựng giáo xứ bằng những việc nhỏ thôi, bình thường thôi, nhưng mà đong đầy tình yêu.
chắc chắn điều ấy sẽ giúp cho chúng ta góp phần để làm cho bộ mặt của giáo phận, bộ mặt của giáo xứ, bộ mặt của giáo họ mỗi ngày một tốt đẹp hơn hôm nay. Quý ông bà anh chị em có nghĩ là cái điều ấy là cần thiết cho đời sống đức tin của hội viên huynh đoàn Đa Minh hôm nay không? Có phải không nào? À, hôm nay chúng ta cùng sốt sáng dâng tham dự thánh lễ để dâng lên Chúa cái lời ước nguyện đấy qua lời chuyển cầu của thánh nữ Katarina Siena. Amen. Anh chị em thân mến, Thánh Katarina thành Siena là vị tông đồ giáo dân luôn yêu mến, vâng phục và xây dựng hội thánh. Nhờ lời chuyển cầu của Ngài, chúng ta dâng lời nguyện xin. Yêu mến và vâng phục để xây dựng hội thánh. Xin cho các đoàn viên huynh đoàn Đa Minh luôn yêu mến và vâng phục các vị chủ chăn trong hội thánh, để sự hiệp nhất yêu thương làm cho nước Chúa ngày càng lan rộng khắp nơi. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho chúng nên một. Xin cho các đoàn viên huynh đoàn Đa Minh thấm nhuần tinh thần hiệp hành của hội thánh, cùng đi, cùng sống và cùng chia sẻ với nhau, để những sinh hoạt của huynh đoàn được Chúa chúc lành và trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện trong hội thánh. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Tôi đến không để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Xin cho các đoàn viên huynh đoàn Đa Minh thấm nhuần tinh thần của Đức Kitô, luôn quảng đại nhiệt thành trong việc tông đồ Bắc Ai, để những việc họ làm giúp đỡ nhiều cho những anh em đang khổ đau và bất hạnh. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Hãy cầu nguyện luôn, xin cho các đoàn viên huynh đoàn Đa Minh biết chuyên chăm cầu nguyện theo gương Thánh Katarina, để đời sống mỗi người ngày càng trở nên thánh thiện và đẹp lòng Chúa hơn. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Chúa, Thánh nữ Katarina đã thể hiện lòng mến yêu Chúa qua việc phục vụ hội thánh và những anh chị em túng nghèo. Xin giúp chúng con biết học hỏi nơi Ngài lòng yêu mến và phục vụ hội thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin nhận lễ tế cứu độ chúng con dâng tiến trong ngày mừng kính Thánh nữ Catarina và cho chúng con được thấm nhuần giáo huấn của Người để thêm lòng sốt sáng cảm tạ Chúa là Thiên Chúa chân thật. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc. Thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Hôm nay chúng con ca tụng Chúa vì đã mặc khải cho Thánh Catarina Siena mầu nhiệm về đời sống sâu thẳm của Chúa và ban cho Người tình yêu say đắm với giáo hội. Thánh nữ đã chiêm ngắm Chúa trong việc cầu nguyện và không ngừng van nài những người bất hòa hãy tiến đến hiệp nhất. Với lòng vâng phục và khiêm nhường, Thánh nữ đã kêu gọi giáo hội nhớ đến sứ mạng của mình và sống xứng đáng là hiền thê trung tín, thánh thiện, tinh tuyền của Đức Kitô cho đến muôn đời. Vì thế cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang Chúa và đồng thanh tung hô rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức cha Cosma, Đức cha Phó Giuse, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin cho cũng nhận đây tất cả những ý nguyện, các linh hồn, các ý chỉ mà chúng con dâng lễ hôm nay, đặc biệt cầu nguyện cho các thành viên trong huynh đoàn Đa Minh chúng con đã qua đời. Xin cho tất cả những ai tin tưởng nơi Chúa được cùng người hưởng hạnh phúc muôn đời. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy đều vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ, Thánh Catarina và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giảm nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Alo. Về việc rước lễ hôm nay sẽ có quý cha và các cộng tác viên của thừa tác viên của giáo phận trao mình Thánh Chúa cho quý ông bà anh chị em. Xin cộng đoàn chúng ta chừa những lối đi để cho ban tổ chức hướng dẫn quý cha và quý thừa tác viên đến những nơi mà quý cộng đoàn tiện lợi nhất để chúng ta có thể rước lấy mình Thánh Chúa trong thánh lễ hôm nay. Một lần nữa xin được mời ban trật tự hướng dẫn cho quý cha và quý thừa tác viên trao mình Thánh Chúa cho cộng đoàn. Xin quý thầy và quý cộng tác thừa tác viên chúng ta xuống mãi cuối, dưới cuối cộng đoàn ở dưới, ở xa để trao mình Thánh Chúa, còn quý cha thì ở gần gần ở đây ạ. Bên màn hình ở bên của khu giáo phận Bùi Chu chưa có thừa tác viên, xin ban tổ chức hướng dẫn thừa tác viên xuống dưới màn hình ở dưới của khu giáo phận Bùi Chu. Thank you.
cầu đoàn. Chúng ta đã rước mình Thánh Chúa rồi thì chúng ta ngồi nép vào để chừa cái khoảng trống để cho cộng đoàn đi lên rước mình Thánh Chúa. Mà nếu chúng ta rước xong chúng ta đứng tại chỗ hay là chúng ta ngồi xuống thì người sau không tiến lên được. Xin cộng đoàn chúng ta hy sinh và chúng ta lên gần tới nơi rước lễ thì chúng ta bỏ ô đi, bỏ ô xuống để chúng ta rước lễ, chứ như thế kia là không đi được nữa. Và vì trời đang mưa, xin quý thừa tác viên chúng ta cẩn thận, nước mưa dính vào mình Thánh Chúa là ướt hết. Con thấy ở dưới giáo phận Bù Chu phía bà màn hình cuối này chưa có nhiều thừa tác viên. Xin quý thừa tác viên chúng ta xuống bên tay phải ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vì điều kiện trời mưa thay đổi kế hoạch 100%, cho nên con xin phép được nhắc trước. Vì một số người đã chuẩn bị ra về và đang ra về, xin quý cụ ông bà chúng ta tuyệt đối theo sự hướng dẫn của ban tổ chức phân luồng xe. Thứ nhất, những xe mà đỗ ngoài đường cao tốc thì chúng ta sẽ ra trước, rồi những xe đỗ đàng đường bờ sông, chúng ta lễ xong chúng ta sẽ ra bờ sông, chúng ta lên xe. Còn những xe đỗ trước mặt lễ đài, xin chúng ta ngồi yên. Xin chúng ta ngồi yên tại chỗ. Chúng ta ngồi yên tại chỗ, chúng ta chờ. Bây giờ mà chúng ta ùn ra một cái là tất cả sẽ vỡ trận hết ạ. Bởi vì bến xe đã bị nhảy nhụa không ra được. Vì vậy xin nhắc lại, những xe ở ngoài cao tốc thì lễ xong chúng ta sẽ ra cao tốc. Còn những xe đường bờ sông, chúng ta sẽ ra lối bờ sông, chúng ta lên xe. Còn những trước lễ đài, những người đi lễ đài, chúng ta ngồi, chúng ta chờ cho đến khi giải phóng xe ở đường bờ sông, xong chúng ta sẽ lên xe nhé. Cảm ơn. Những xe 54 chỗ, chúng ta sẽ ra sau cùng ạ. Xin nhắc lại, xe 54 chỗ chúng ta sẽ ra sau cùng. Xin chúng ta tuyệt đối vì Chúa, vì cộng đoàn là chúng ta tuân thủ theo sự hướng dẫn của ban tổ chức ạ. Xin cảm ơn. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thương ban lương thực thần linh để nâng đỡ thánh nữ Catarina Siena trong cuộc sống dương thế. Ước chi lương thực này cũng mang lại cho chúng con sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con xin kính mời Đức Cha Giuse Chủ tế, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em huynh đoàn chúng ta an tọa. Giờ đây anh trưởng ban phục vụ huynh đoàn tỉnh Joachim Nguyễn Hồng sẽ thay lời cho ban tổ chức dâng lên lời cảm ơn Đức Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý anh chị em. Con xin kính mời anh trưởng. Trọng kính Đức Cha Giuse, Giám mục Phó Giáo phận Bắc Ninh. Kính thưa cha tổng đại diện, quý cha quản hạt, quý cha bề trên, quý cha phụ trách, quý cha đặc trách, quý cha linh hướng, huynh đoàn, quý cha đồng tế. Kính thưa quý sơ bề trên tổng quyền, quý tu sĩ nam nữ, quý khách,
quý ban phục vụ huynh đoàn các cấp, quý anh chị em đoàn viên và toàn thể cộng đoàn. Con xin được phép thay lời quý cha đặc trách và ban phục vụ huynh đoàn giáo dân Đa Minh Việt Nam kính chào đức cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em lời chào thân thương và nồng nhiệt trong tình yêu của Đức Kitô Phục Sinh và Thánh Phụ Đa Minh. Trọng kính quý đấng bậc và quý vị hưởng ứng lời mời gọi của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16 trong tinh thần hiệp hành, cũng như hòa chung niềm vui với giáo hội nhân ngày mừng kính Thánh Catarina Siena Tiến sĩ Hội Thánh. Ngài là mẫu gương cho người giáo dân Đa Minh vừa chiêm ngưỡng Đức Kitô khổ nạn vừa hăng say phục vụ Hội Thánh. Hôm nay chúng con là đoàn viên huynh đoàn năm giáo phận Bùi Chu, Thái Bình, Hải Phòng, Hưng Hóa và Bắc Ninh quy tụ về đây mừng lễ Ngài noi gương Thánh Nữ. Chúng con mong ước sẽ tiếp nối sứ vụ của Ngài bằng đời sống cầu nguyện, hiệp thông huynh đệ, học hỏi và làm việc tông đồ trong môi trường mình sống. Đại lễ hôm nay trọng thể trang nghiêm, sốt sắng và đầy ý nghĩa trong tâm tình tri ân. Chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha Giuse đã yêu thương chủ tế thánh lễ. Chúng con cảm ơn cha tổng đại diện, quý cha đồng tế, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ đã hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho đoàn viên chúng con. Cách riêng chúng con cảm ơn cha xứ, cha phó, hội đồng mục vụ và các đoàn thể của giáo xứ Bến Đông. Cảm ơn cha đặc trách và ban phục vụ huynh đoàn giáo phận Bắc Ninh. Cảm ơn quý sơ và rất nhiều ban ngành đoàn thể đã lo lắng chuẩn bị để thánh lễ hôm nay diễn ra được tốt đẹp. Cuối cùng chúng con cảm ơn hơn 12.000 anh chị em đoàn viên đại diện cho hơn 80.000 đoàn viên của năm giáo phận đã hy sinh thời gian, sức khỏe để hiện diện trong đại lễ hôm nay. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Giuse, Thánh Đa Minh, Thánh Catarina ban muôn phúc lành, bình an, thánh đức và nhiều sức khỏe xuống trên quý đấng bậc và quý vị. Con xin trân trọng cảm ơn. Và sau đây, anh chị em giáo dân Đa Minh chúng con có lặng hoa gói gọn tâm tình đầy yêu thương mà Đức Cha trong năm hiệp hành đã giờ phút này hiện diện với chúng con để chia sẻ về mẫu gương của người nữ thánh để chúng con nên tông đồ trong môi trường mình sống. Chúng con xin Đức Cha vui đón nhận. Chào bao tay thật lớn ạ, thật dài ạ, để cảm ơn Đức Cha, quý cha và tất cả quý tu sĩ nam nữ, quý thầy phó tế cùng tất cả cộng đoàn. Trọng kính Đức Cha, trong bài giảng Đức Cha đã chia sẻ lời Chúa cho anh chị em chúng con rồi, thì giờ đây trước khi ban phép lành cuối lễ, chúng con kính xin Đức Cha cho chúng con vài lời huấn từ trước khi chia tay với chúng con ạ. Chúng con kính mời Đức Cha. Kính thưa cộng đoàn, những gì mà muốn chia sẻ thì đã chia sẻ rồi. Bây giờ thì chỉ muốn nói một lời cảm ơn từ đáy lòng cùng với tất cả các cha đồng tế ở đây. Xin gửi lời cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em, đặc biệt là quý đoàn viên của huynh đoàn Đa Minh từ khắp các giáo phận đã bớt chút thời gian, không có nề hà thời tiết không được thuận tiện hay là thời gian không gian xa xôi, nhưng mà đã đến từ rất là sớm, đi dậy rất là sớm và vất công mất thì giờ để đến đây tham dự đông đảo như thế này. Xin cùng với tất cả các cha hết lòng, từ đáy lòng cảm ơn tất cả mọi người, quý ông bà anh chị em hôm nay đã tham dự thánh lễ.
Như cha xứ của giáo xứ vừa thỉnh cầu một điều là xin tất cả mọi người theo sự hướng dẫn của ban tổ chức để việc chúng ta lát nữa sau thánh lễ ra về được thuận tiện trong việc di chuyển xe. Cho nên xin mọi người lấy lòng bác ái vì yêu mến thánh nữ Katarina Siena, xin theo sự sắp xếp ấy để cái việc mà chúng ta đến đã tốt đẹp rồi, việc chúng ta trở về cũng sẽ tốt đẹp được như thế. Xin một lần nữa cảm ơn mọi người. Và cuối cùng xin cầu chúc tất cả mọi người đã đến đây bình an và bây giờ cũng có được một chuyến ra về bình an trong tình yêu niềm vui của Chúa qua lời truyền cầu của thánh nữ Katarina Siena. Xin cầu chúc. Xin mời cộng đoàn đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa đã gọi anh chị em từ bóng tối bước vào ánh sáng diệu kỳ. Ước chi người đoái thương chúc lành cho anh chị em và dẫn đưa anh chị em bước đi trong ánh sáng bất diệt. Amen. Thiên Chúa đã rửa sạch anh chị em khỏi mọi tội lỗi bằng máu Đức Kitô. Ước chi người tuôn đổ trên anh chị em ơn cứu độ và bình an. Amen. Thiên Chúa không ngừng xót thương và tha thứ. Ước chi người đổ tràn trên anh chị em lòng lân tuất vô biên. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Đây theo sự hướng dẫn của ban tổ chức, xin quý ông bà anh chị em chúng ta đang có xe của mình đậu ở ngoài quốc lộ thì chúng ta sẽ di chuyển ra